À, vị nhớ mình à, tiếp nhận Phật pháp mà hưởng được cái bình an là ngay chỗ nó không bị đối lập với các tôn giáo khác. Thí dụ như trong một gia đình người thì học Phật, người thì học các tôn giáo khác, mà gia đình lộn xộn là do gì? Bản thân của mình, thí dụ mình học Phật, mình cho rằng Phật pháp là cao nhất, rồi các tôn giáo khác học thì cũng nói tôi cao nhất, cuối cùng bên nào cũng cho mình hơn nên đụng. Mình tin 100% là các vị giáo chủ của một tôn giáo sáng đạo, các ngài đều là bậc giác ngộ nên các ngài không có đụng, các ngài tùy duyên. Thí dụ như người muốn lên trời thì các ngài dạy cho lên trời, người muốn về cực lạc thì các ngài dạy cho về cực lạc, người muốn xuống đất thì các ngài dạy xuống đất. Không? Nên từ nơi đó mà mình học đạo mà do mình mang một tình chấp muốn hơn người nên đụng. Có khi trong một gia đình đó quý vị, thật sự mà nói thì những đức thấy học Phật càng học càng thấy Phật pháp công nhận hay. Thí dụ như đức đi đến một cái nhà nào ở, như đức thấy thờ thổ địa, như đức đã đến thắp nhang cho ông địa, cây nhang có gì đâu. Còn mình đi ngang tượng thờ những tôn giáo khác, mình đi ngang mình chắp tay mình cúi đầu giống như mình chắp tay mình cúi đầu với Phật, thì mình chắp tay cúi đầu với một vị sáng đạo có gì đâu quý vị. Có những người nói ủa ông học Phật mà, ủa Đức Phật dạy lễ kính, mình đi ngang tượng của thầy người ta, bản thân mình không lễ kính, ai lễ kính mình? Thí dụ như mình muốn người ta lễ kính thầy mình thì mình phải lễ kính thầy người ta chứ. Còn cái học thì mình có mục tiêu rồi, còn cái lễ kính thì cái chuyện đó thì đúng, không có sai. Đó, nên đối với mỗi một con người mình còn cung kính, đối với người làm ác mình còn cung kính cái tâm Phật họ, chứ không tán thán việc làm ác của họ, hiểu không? Đó, không phỉ báng. Nếu mình học Phật vậy thì gia đình mình bình an hạnh phúc cỡ nào, tuyệt vời quá, bình an hạnh phúc. Mỗi một người có một cái nhân duyên để tín ngưỡng. Thí dụ như chồng đạo Phật, vợ đạo khác, có thể sống cùng một gia đình hạnh phúc. Vì những đức tin chắc 100%, mối đạo nào cũng dạy con người hòa thuận. Nếu như mà cái mối đạo nào mà dạy con người xung đột là mối đạo đó chắc chắn diệt vong sớm. Nên mối đạo nào cũng dạy hòa thuận, mà con người mình thiếu sự hòa thuận nên truyền đạo thành đụng độ. Chứ tin chắc 100% là mỗi một vị sáng đạo đều là bậc giác ngộ, các ngài tùy thuận nhân duyên mà độ, nên các ngài dạy là hòa thuận chắc chắn luôn. Nên mình bây giờ mình học Phật, mình học mình sao mà mình có sự hòa thuận quý vị. Mình đi đến đâu mình hòa thuận được đến nơi nơi đó. Mình đi đến đâu mình sống mình nhập duyên nhập cảnh được ở nơi đó. Mình đi làm dâu dù bên chồng khó khăn cỡ nào mình cũng sống được. Người ta sống được mình sống được à? Nó, mình đi làm cái nơi người ta làm được mình làm được. Những người nơi đó người ta làm được tại sao mình làm không được? Tại mình chứ. Thấy không? Nên từ nơi đó từ khi mình hết duyên thì thôi. Nha. Ta không chấp nhận mình nữa là thôi. Nếu như mình học Phật mà vậy thì đặc biệt quá. Ví dụ như gia đình này 10 người học Phật, mà trong gia đình này chia ra hai cách tu, là 8 người thì thích niệm Phật lấy Phật, 2 người thì thích tu cách khác. Vậy thì 8 người này lễ Phật, niệm Phật lễ Phật thì chuyện ta tu, miễn ta an lạc, ta thích.
Còn hai người kia mình thích tu cái môn đó, à, mình cứ tu đi. Nó đều tốt mà quý vị. Ê, cái bớt nhỏ ngoài kia lại chút. Nên từ nơi đó mà mỗi một người mình, khi mình nhận thức được, thì quý vị sống không bao giờ đụng. Chắc chắn quý vị lúc. Nên á, những đức nói rằng á, mỗi một người mình ở tại gia đình mình học Phật, mà có khi người học Phật mà còn lôi kéo nữa chứ. Đó. Học Phật mà còn lôi kéo cách tu nữa. Thí dụ như giờ mình tu theo cái phương pháp đó, mình muốn cho cả nhà mình đi theo mình tu, mình không hiểu được cái cảm giác người ta tu có được hay không. Người ta tu không được, mình bắt người ta tu giống mình sao được. Thí dụ như người ta tu phương pháp tu thiền đi, mình hỏi tu thiền an lạc không, người ta nói an lạc, à, an lạc cứ tu. Còn người ta niệm Phật lễ Phật, mình hỏi người ta có thích không, an lạc không, nói tu thích, niệm Phật lễ Phật an lạc, à vậy cứ tu. Vậy thì ai học Phật cũng được lợi ích hết, à quý vị. Còn cái này thí dụ như mình muốn học Phật đó nghe, bây giờ phải bắt buộc phải theo tôi, phải học với tôi tầm bảy, thấy chưa. Có khi hai vợ chồng trong nhà mà ông chồng thì thích lễ Phật 3 tiếng, bà vợ lễ Phật 2 tiếng. Cuối cùng hai vợ chồng người lễ gốc. Nếu như cái người mà lễ 3 tiếng kia mà đạt cái tâm á, thì mình sẽ đi lễ chung với vợ mình 2 tháng. Mình đang ấm mà mình đi hơn ta làm gì. Tối với phụ nữ, thấy không? Bà lễ 2 tiếng được, tôi lễ chung 2 tiếng với bà. Còn tiếng kia mình rảnh mình đi vòng vòng mình niệm Phật đi. Nó làm được điều đó thì quá hay. Có nghĩa là một gia đình hạnh phúc khi học Phật. Có hai người trong nhà thôi, mà người lễ phía trước, người lễ phía sau, hoặc người lễ mỗi phòng mỗi lễ, thua rồi. Nội mà tu vậy là biết mình tu đạt cỡ nào rồi đó. Nghe không? Tuy niệm Phật nhưng mà khó giảng sanh lắm. Tại vì sao? Vì thế giới cực lạc là thế giới hòa hợp. Mình không hòa hợp. Gia đình có hai người thôi mà còn không hòa hợp nữa mà. Tu không tu chung được với nhau. Thấy chưa? Đó là cái dở của mình ngay chỗ đó đó. Quý vị nghe những điều này quan trọng lắm đó. Để áp dụng không đơn giản đâu. Khi quý vị gặp á, quý vị gặp á chứ không phải chuyện dẫn chờ đâu. Nó nên thí dụ như bây giờ 8 người tôi thích niệm Phật lễ Phật, 2 người mình tu cách nào đó. Bây giờ chúng ta bỏ phiếu để mà chọn đi. 8 không lẽ hơn thua 2. 8 người nó đồng tình mà có 2 người không đồng tình thì 2 người kia phải nhập vô 8 người. Còn ông không đồng tình thì ông đừng nên đụng chạm tới người ta 8 người. Đúng không? Cái này quan trọng chứ quý vị. Đó. Thí dụ như Nhân Đức nói chuyện quý vị thấy không? Hồi đó Nhân Đức chia sẻ Phật pháp, người ngồi nghe Nhân Đức chia sẻ Phật pháp mỗi tuần chủ nhật đông không tưởng tượng được, quá đông luôn. Mỗi tuần chủ nhật á, đừng nói lễ chỉ mất công đi. Cái người mà không thích những đức á, được bao nhiêu người? Cho quý vị 100, 200 người luôn á. Nhưng mà cái người mà thích nghe những đức giảng bao nhiêu ngàn người? Quý vị tính ra con số thì sẽ tính được gì đâu. Đúng không? Cái người mà người ta trực tiếp, người ta lợi, người ta tu luôn, người ta áp dụng luôn, người ta lễ Quan Âm luôn, người ta tu chung luôn, thì người ta ngồi đó bao 2-3 ngày người ta tu, buổi nào người ta cũng lên tu chung, người ta nghe giảng pháp. Còn cái người mà không tu, không áp dụng gì chứ, nhiều lắm cho 100 người. Lấy con 100 người đi so sánh với mấy chục ngàn người, quý vị tính đi. Tính đi là biết liền gì đâu. Đúng không? Không áp dụng, không hành trì, mà thích chăm thọt. Đó. Nên mình học Phật mình phải cái góc độ mình phải nhận thức sâu sắc vậy đó. Nói trong gia đình thôi, chỉ cần mà 3 người thích, 2 người không thích thôi thì phải lấy số lượng 3 đó. Chứ đừng nói chi mà nói là 8, 2. Nên khi mình nhận thức được gì đó, như vậy, thì tự nhiên mình học Phật trong gia đình mình bình an hạnh phúc. Gia đình bình an hạnh phúc liền, không có đụng chạm nha. Còn ai mà ví dụ như mối đạo nào người ta theo, chuyện của người ta chứ. Được quyền tín ngưỡng. Mình học Phật mình có quyền tín ngưỡng học Phật. Người ta học, ví dụ như người ta đạo Thiên Chúa, người ta có quyền tín ngưỡng của đạo Thiên Chúa.
bên nào cũng dạy hòa hợp, miễn làm sao sống hòa hợp là được rồi. Chứ đừng có bây giờ chồng đạo Thiên Chúa, vợ đạo Phật, bây giờ phải mình phải kêu người ta qua đạo Phật của mình, không đúng, vì người ta có sự tín ngưỡng của người ta. Nếu người ta thích thì đó là người ta quyết định, chứ mình không bắt ép người ta. Miễn sao sống với nhau thì hòa thuận, còn sự tín ngưỡng thì có cái quyền tín ngưỡng và cũng có quyền để mà tham khảo học tập chung. Nó tốt mà quý vị, nếu mà như vậy, người học đạo, học Phật, học các tôn giáo khác mà có cái tâm này thì quý vị nghĩ quý vị an lạc, tự tại cỡ nào chứ? Nó đâu có bị trở ngại gì đâu quý vị. Tại sao chúng ta học bị trở ngại? Vì đụng. Vì đụng. Đó. Thí dụ bây giờ cũng là niệm Phật. Cũng là niệm Phật thôi. Bao nhiêu con người người ta thích niệm Phật. Cái âm điệu của ông này niệm Phật quen. Bao nhiêu con người người ta tu quen. Đó. Ông này ông hướng dẫn bao nhiêu ngày tháng quen. Người ta thích rồi. Ta thích rồi, thì niệm Phật, để cho ta niệm Phật đi. Vậy thì tức khắc tâm lượng của bạn lớn. Còn tự nhiên người ta hướng dẫn bao nhiêu ngày tháng, khi người ta không còn nữa, bạn dẹp sạch nhách, chứ bạn đưa bạn vô, người ta le lử ra, chứ người ta không chấp nhận. Nên từ nơi đó, cái tâm lớn nhỏ là khi gặp sự việc bạn giải quyết vấn đề. Nếu như con người mà tâm lượng lớn thì không có việc gì mà không giải quyết được quý vị. Thật sự luôn. Đó. Nên Phật Pháp là dạy mình mở rộng tâm lượng. Cái quan trọng là mở rộng tâm lượng. Còn thí dụ như quý vị học Phật, quý vị mở rộng tâm lượng đi, quý vị gặp những nhân duyên gì đi, quý vị thích nghi. Còn không thích nghi thì mình chọn con cái chỗ mình thích nghi. Thí dụ như bây giờ mình thích cái điều niệm Phật của người này, mà cái nơi khác cái điều niệm Phật người khác mình tu không được, thì mình có quyền thích nghi của cái mình. Thì mình đi đến nơi nào mình phù hợp. Còn mình đi đến nơi người ta thì mình phải theo phương hướng của người ta. Không được chăm chích, không được khó chịu, và không được nói này nói kia làm loạn chỗ người ta là không đúng. Phật Pháp là hòa thuận quý vị. Không có cái việc mà quý vị không thích mà quý vị đi phá hoại tổ chức của người ta. Không có. Nhưng mà ý mình nói là học Phật là mở tâm lượng lớn á. Quý vị chưa mở được thì thôi, thì làm nhỏ vậy thôi. Hiểu không? Nó nên mỗi một con người có góc độ suy nghĩ và có góc độ chọn lựa. Nếu mà trong một gia đình mà học Phật mà có cái tâm mà lấy cái tư tưởng hòa thuận để sống thì đúng là cực lạc nhân gian, đỡ tối đa sự đụng độ. Thí dụ như mình ăn chay, mình niệm Phật, mình lễ Phật mình thích. Nhưng mà có những người, người ta không thích niệm Phật, lễ Phật, người ta không thích ăn chay. Đó là cái sự chọn lựa của người ta thôi. Mình thì thích nghe Pháp, niệm Phật, lễ Phật, người ta thích coi đá banh, coi phim. Đó là sự chọn lựa của người ta. Mình cứ làm cái chuyện của mình cho thật tốt đi. Đến một ngày nào tự nhân duyên đến, người ta chọn qua hướng mình. Đó là tự người ta đến, tự người ta chọn. Chứ mình đừng có nói cái này cái kia. Mình chăm chích người ta, tại sao như vậy như vậy, tại sao gì tệ như vậy, tại sao ngu như vậy. Không phải. Tại vì đó là sự thích thú của người ta quý vị. Tôn trọng ý thích của người ta. Cái này là cái quan trọng. Nếu như mình làm được điều đó thì mình đi đến đâu mình cũng thích nghi và mình sống rất tốt, sống rất bình an, đỡ rất nhiều sự đụng độ. Thật sự con người sống được trải nghiệm qua cuộc đời, được trải nghiệm qua sự trưởng thành của chúng ta là những cái chúng ta bị vấp ngã và những cái chúng ta bị lừa gạt trong cuộc đời. Nên bài học bị lừa gạt là bài học khôn, bài học bị gạt là bài học khôn. Quý vị phải công nhận không? Trong tất cả chúng ta, đa phần trong cuộc đời có khôn cỡ nào cũng đã từng bị gạt. Nhưng Đức đã từng biết một vị này rất khôn, cực kỳ khôn luôn. Nếu nói về tiền bạc, ông xài rất kỹ. Ông tính toán từng ly từng tí từng chút luôn. Ông có thể không dám ăn uống. Ông rất là hà tiện hà tặng. Nhưng cuối cùng ông bị gạt một lần 10 tỷ. Có nghĩa là ông gom để ông bị gạt lần 10 tỷ luôn. Nhưng Đức nói trong cuộc đời này bạn có khôn cỡ nào thì cũng như cái câu nói núi này cao còn núi kia cao hơn. Người tính không bằng chờ tính không bằng nhân quả tính. Bạn có tính nát óc đi chăng nữa cũng không bằng niệm Phật. Tại vì cuối cùng nhân quả đến với bạn, bạn chịu thua. Có khi bạn tính cực kỳ khéo léo luôn, nhưng mà nó hoàn toàn nó đi nghịch lại với bạn hết luôn. Tại vì nhân quả giải quyết bạn. Nên niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, là trí tuệ thông minh nhất. Trí tuệ thông minh nhất
chỉ có niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Tại vì thành Phật mới tự tại an lạc được. Còn nếu tính toán so đo cỡ nào cũng bất an, phiền não và lo âu. Nên những đức nói rằng là Phật Pháp này càng học là càng thấy thích thú quý vị. Quý vị nghĩ đi, như từ hồi sáng hôm qua cho tới giờ này, những đức chỉ ngủ đúng tiếng rưỡi đồng hồ, vì thấy những đức rất tỉnh táo luôn. Thì những đức thấy cái môn niệm Phật lễ Phật này nó cực kỳ tích tụ năng lượng nha quý vị. Có nghĩa là hồi tối tu 12 giờ mấy xong rồi, xong mà người bạn chơi chung nhau mấy chục năm, hai anh em ngồi nói chuyện tới giờ tu nãy lên tu luôn. Nên tự nhiên hai anh em huynh đệ ngồi nói chuyện với nhau, chiêm nghiệm về sự đời cuộc sống. Như Đức nói người bạn rằng, nếu ai là người có góc độ sâu sắc, chính cái việc của những đức là cho quý vị nhìn thấy vô thường và cho quý vị trí tuệ. Thật sự luôn á, việc của những đức là quá tuyệt vời cho quý vị, một bài học đáng giá trị của người khác, quá hay. Vì biết những đức là có sức ảnh hưởng và tiếng tăm lớn, quý vị biết rồi đó. Anh em bạn bè bên cạnh những đức nhiều cỡ nào chứ, từ nam nữ già trẻ nhiều cỡ nào chứ. Nên từ nơi đó, khi gặp sự cố, mấy người ở bên bạn, bạn còn chưa nhìn ra, bạn cho việc này là chuyện của người khác. Bạn cho việc này là việc của người khác. Nếu bạn là người giác ngộ, bạn sẽ thấy việc này là việc bạn đã học được một bài học cực kỳ đáng giá mà trong cuộc đời bạn không bao giờ có cơ hội được trải nghiệm như người ta. Vì bạn đâu có tiếng tâm đó đâu mà bạn có được cơ hội đó. Nên bạn nhìn việc của người ta mà bạn học được một bài học cực kỳ đáng giá trong cuộc đời bạn. Cực kỳ đáng giá luôn. Đó, thấy rõ ràng luôn đó. Nên trong cuộc đời mình nói câu là chọn hết bổn phận thành bại tùy duyên, quá đúng. Và tin nhân quả thì bạn sẽ không bao giờ bị phiền não. Sẽ cho bạn một bài học cực kỳ đáng giá trong cuộc đời bạn luôn. Nên những đức nói rằng, bạn làm cha làm mẹ, con bạn vẫn trở mặt với bạn mà. Có không? Trong cuộc đời này không có con trở mặt với cha mẹ sao? Đừng nói chi là bạn bè, đừng nói chi là người dân nước lạ. Chuyện này bình thường. Nếu bạn hiểu được nguyên lý này thì trong cuộc đời bạn rất bình thản để sống. Bạn luôn luôn duy trì được chính bạn và bình thản để sống, và không cần phải thất vọng bất cứ ai hết. Vì người ta có quyền đến với bạn, và người ta cũng có quyền xa bạn, và người ta có quyền trung thành với bạn, và người ta cũng có quyền phản bội bạn. Việc đó bình thường, vì ai cũng có cái quyền quyết định. Mình không phải người ta, người ta không phải mình. Nên từ nơi đó, chính công việc của đức, cái việc của những đức là cái mà quý vị nhìn vô thường cực kỳ sâu sắc, rất là sâu sắc luôn. Nếu quý vị mà nhìn ra thì trong cuộc đời quý vị sẽ không bao giờ thất vọng ai, và sống rất bình an và tự tại. Thật sự luôn á, bài học đáng giá đó quý vị. Và chính việc của những đức là cái giúp những đức nâng lên sự tu hành luôn, công phu vượt trội lên luôn. Thật sự, nếu nói về thê thảm thì quá thê thảm của câu thế gian. Còn nếu nói hiện tại những đức được lợi ích thì vô cùng là vui vẻ mừng, vì đây là cơ hội để được giảng sanh cực lạc. Thật sự quý vị, nếu lúc đó cho là thê thảm thì quá thê thảm và cực kỳ chán nản và đi đến tuyệt vọng. Nhưng không ngờ chỉ có dũng mãnh nỗ lực để đứng lên, cuối cùng thấy ra, à thì ra việc này là việc tốt. Chính người ta đã rèn luyện mình và giúp cho mình trở thành kẻ mạnh thật sự trong cuộc đời này. Vậy thấy không? Vậy thì trong cuộc đời này thuận nghịch đều tốt hết hoàn toàn. Tốt hay xấu là do mình nè quý vị. Tốt hay xấu là do mình nè. Nên quý vị đừng bao giờ thất vọng ai. Nên những đức nó thật sự, những đức là kẻ học lớp 3, không biết gì nhiều. Nhưng quý vị để ý cái cách hướng dẫn của những đức dành cho quý vị nhớ. Lúc những đức gặp nạn, những đức đã từng khuyên quý vị cái gì? Chuyện của những đức tuyệt đối đừng ai đụng vào, đừng ai chửi ai, hãy để những đức trả nợ, đúng không? Câu này quý vị ít nghe người nói. Rất nhiều người bị một cái bệnh là khi mình gặp một sự cố gì, kéo nhiều người vào để bảo vệ mình. Tôi không thích làm điều đó. Vì sao? Vì tôi muốn về cực lạc. Tôi muốn giải quyết một lần cho xong nợ nần của cõi đời này luôn. Nên tôi lôi là một lúc để tôi xử lý luôn, giải quyết một lần nợ nần luôn. Vì thế, từng công đoạn, vì thế không? Công đoạn thứ nhất, một năm chờ,
Công đoạn thứ hai là biệt chúng vô thời hạn, người này vẫn còn ở trong chùa. Công đoạn thứ ba, giải quyết vấn đề luôn. Có nghĩa là nâng cấp lên quý vị, nâng cấp lên, phải không? Quý vị ngồi mà suy nghĩ gì về cái cuộc đời những đức thì quý vị thấy lý thú lắm, cực kỳ lý thú luôn quý vị. Năm năm đầu ngôi chùa nhỏ, đến ngôi chùa to, 10 năm sau nâng cấp lên quý vị, những đức cứ nâng cấp lên. Như vậy thì sự tu hành những đức nhất định là có kết quả. Có kết quả mới nâng cấp. Giống như vị mới đi học võ vậy. Vì gặp mới học võ chưa có cứng nghề thì mới gặp cao thủ vừa vừa thôi. Ông thầy cho vị một gặp một cao thủ vừa vừa thôi. Nhưng khi quý vị đã cứng nghề rồi, quý vị phải gặp cao thủ dữ hơn, đúng không? Còn khi quý vị đã từng lão luyện rồi thì quý vị gặp đại cao thủ. Nguyên lý là như vậy thôi. Thì chúng ta phải đi theo công đoạn quý vị. Đó, vậy thì sự tu hành của mình là có kết quả, nên nghiệp đến với mình cũng nặng. Để bản thân mình có thật sự muốn tu hay không. Nên đã muốn về cực lạc thì đừng sợ sự thử thách của cõi đời. Đem cái mạng này ra cược luôn đi. Nếu bạn thật sự muốn giảng sanh thì đem cái mạng này ra cược luôn. Tại vì sớm muộn cũng mất mạng. Bây giờ còn sống đem mạng cược luôn để quyết chí về cực lạc. Nếu như bạn còn nghĩ cái mạng này thì bạn sẽ không bỏ được ở thế gian này. Tình tiền bạn không buông vì bạn còn nghĩ cái mạng này quan trọng. Bạn chưa muốn giảng sanh. Nếu bạn thật sự muốn giảng sanh thì bạn sẽ đem cái mạng này ra cực luôn. Chồng bạn, vợ bạn, con bạn, gia đình bạn, bạn cực luôn để quyết chí về cực lạc luôn. Nếu thật sự bạn muốn giảng sanh. Còn nếu bạn chưa muốn giảng sanh thì nó đều bao phủ bạn lớn hết luôn. Bạn bị sợ đâu này, lo đâu nọ, bất an đâu kia, bạn không dám cược với nó. Nên cuộc đời chúng ta sống vì người, niệm niệm vì người, được cũng vì người, không được cũng vì người. Nếu bạn được điều đó, nhất định sẽ an tâm, cực kỳ an tâm. Nên những đức nói trong thời điểm này, bản thân những đức, Phật Bồ Tát sắp xếp những đức nâng cấp sự tu hành. Vì có tất cả và mất tất cả. Vì có mất không? Không. 100% không mất. Nên quý vị nhớ, dù chúng ta té 100 lần cũng đứng lên, chứ đừng nói chi té một lần. Chỉ cần còn sống là đứng lên, còn hơi thở là đứng lên, cứ tiếp tục mà đứng lên. Cái quyết định cuối cùng đó là ai là người đứng lên. Cái quyết định cuối cùng ai là người đứng lên, chứ không phải cái quyết định là kẻ té. Té thì ai cũng té, nhưng đứng thì cái quan trọng bạn có đứng hay không mới là quan trọng. Hiểu không? Nên đây là những việc rất là quan trọng nghe quý vị. Nên học Phật không có đụng độ và không có kêu người ta đi tạo nghiệp thế mình, vì đó là cái tạo tội nghiệp của mình. Những đức hướng dẫn quý vị, nhân quả những đức tự những đức chịu, nhân quả quý vị tự quý vị chịu. Nghe rồi, thông tâm rồi thì cố gắng mà niệm Phật để quyết chí về cực lạc nha. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.